bọn mình không quay cây quất nào anh? Ôi, quay rồi. Có quay hai nước cây quất không? Có, có quay cây quất. Hả? Có. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có mười mấy 20 phút quay thôi. Ừ, cho nên là anh mới giữ. Ở đây có thang máy nữa rồi. Có thang máy nữa đấy. Đó. Quay một đoạn thôi. Thôi bây giờ lỡ bóng quay thì quay luôn. Quay tới khúc này luôn. Quay cái nhà này nè. To nhỉ, đi bán hết. To. Nãy giờ mình mới đi có một nhà mà anh thấy tới 4 nhà. Cái chùa này rộng ấy, người ta đi mãi không thích cái chùa luôn. Ừ. Trời quá trời luôn kìa. Ừ. Cái dạng các kiểu luôn, bán đồ ăn này. Chỗ này. Thôi đừng có đi qua quầy đồ ăn nữa. Quầy đồ ăn ăn nhiều lắm rồi, quay nhiều lắm rồi. Em ăn mà. Quay ăn mà. Em lên video mà em đòi đi qua quầy đồ ăn, cái anh nói là thôi không có đi qua lại quầy đồ ăn nữa, ăn nhiều lắm rồi, quay nhiều quầy đồ ăn lắm rồi. Cái em nói là em ăn mà, cái xong anh up lên cộng đồng mạng nó nói nha, trời thằng này kẹt sĩ, quen người yêu dễ thương xinh đẹp mà không cho ăn, thôi quen anh đi để em cho em ăn. Ăn cái gì đi, đói lắm rồi. Các bạn đừng có tin nha. Anh không có cho em ăn gì đâu. Các bạn đi coi. Các bạn đừng có tin nha, các bạn va vô là anh được. Trả công em là đi nói trong nói thì đợi cuối video nhưng mà ăn thì không có cho ăn. Cho được mỗi chai nước thì cá rồi. Các bạn đừng ai tin nha. Đừng ai tin con gái hết. Nó nhỏ thôi. Bên ăn chùa Ba Vàng ấy. To phết nhờ. Ờ. To phết luôn ấy. Có cái bản đồ kìa. Mình không hiểu lắm. Oh, cái bản đồ là mình mới đi có một phần bên đây, đồ to lắm. Đúng rồi. Mình không mang theo cái to này. Nhà cửa to lắm. Mình không có mang, nhìn nó hùng vĩ ha. Bây giờ nhưng mà mình đang đi trong đây rồi, sao mình mua ở đâu được? Hình như là anh mua 2 sen mấy 3 sen đấy. Nhưng mà anh mua cái loại xịn ấy. Đầu năm ấy nha. Nó giảm giá, nó sale nha. Nhưng mà bây giờ đang cần quay ở trong đây mà. Nó ra ngoài cũng đâu có cần quay nữa đâu. Cái cây này có ý nghĩa gì đó, cho nên là ồ cái cây thông nha, em nhìn nó như vậy thôi nha, chứ nó là lâu tuổi rồi đó. Nó chắc cũng mấy năm rồi đó. Ui mấy cái cây rồi. Nhìn ở đây nó hùng vĩ á, cái gì nó cũng to. Nhà cũng to, cây cũng to nè, em nhìn cái tay. Để đi xếp vào cái cây để đo gan tay thử. Em có xíu à, còn cái trong này còn to hơn nữa mà, thấy không? Cái nào cũng to hết. Nhưng mà mấy cái cây này là phải lâu năm lắm nó mới to được như vậy. Mấy cây này bị mục thì chết rồi. Đây, to rồi, nhà to kìa. Đấy là to phết nhỉ. Nước người Việt Nam á, người Việt Nam. Ở đây người ta thoải mái ha, người ta không có cắm chó đồ này kia đó. Thì ở Việt Nam của mình cũng yêu động vật. To phết. Nhìn nó giống như cái chuông to
To phết là hơi to, còn to là sao? To đùng. To đùng là to đùng, còn to khác. To phết là ờ cũng to, ờ cũng được. Còn to đùng là khủng bố đúng không? Còn to là bình thường. To là gì? To là to nha. Em đứng một góc đi. Ờ mà dù em rất là to không? Em rất là nhỏ bé. Anh phải chỉnh em ra chân ra nha. Ok. Anh cho em thêm cái mũi cao nữa đúng không? Thêm cái má hồng nữa đúng không? Sao mình không đi ở trên rồi mình đi xuống? Nhưng mà anh nghĩ là lên đây cắt video lại đi. Đứng từ trên đây quay xuống nè. Hùng hùng vĩ á. Để em quen xuống rồi đó. Đây. Ờ. Hùng vĩ ha. Nó không ở công viên rồi. Ấy cái đó, chỗ đó chụp hình nữa ấy. Được không? Được không? Đây. Hít lấy hít để đi em. Hít vào em. Em tắt nhờ. Ừ, tắt rồi đi hả? Đây, chào tạm biệt tới phần 3. Ê, chào tất cả mọi người. Mệt quá à. Mình tắt video một tí nha. Tắt nhiều tí đi. À, tắt nhiều tí đi. Thôi bây giờ ốp luôn á. Bây giờ là ốp máy luôn á. 3 phút không. Hello các bạn đi. Không, quay 3 phút thôi, còn anh còn quay chờ đây ra xe nữa. Hello các bạn đi. Hello các bạn, mình đang vào cái khu không khu ăn uống, còn là khu ăn uống. Ờ, nhưng mà khu này là kết thúc chương trình rồi. Mình sao? Đi bằng chỗ đằng kia đi. Mình sao không? Em dẫn bên này cao quá đụng đầu. Bánh đồng tiền. Hình như ở đâu cũng là giống nhau nhà em nè. Những cái món giống nhau thôi. Nhưng mà đặc biệt là anh để ý là cái quầy khoai lang nướng và khoai lang hấp là nhiều nhất ấy. Lúc nào cũng có người mua. Các bạn mà muốn khởi nghiệp mà sau này khởi nghiệp mà bán ở Nhật Bản thì nhớ bán khoai lang hấp, khoai lang nướng nha. Khởi nghiệp á, khởi nghiệp thì thành công hay hôm nay. Nếu mà có ai thuê được những chỗ này bán nè, hỗ trợ được cái kiểu nè, thì hãy bán khoai lang nướng. Vừa dễ làm mà vừa bán đắt. Em ờ đúng rồi, món đó. Tụi em ăn đúng không? Đúng rồi. Hết rồi, quay lại đi. Em có muốn thể hiện tài thiện xạ để bắn vào tim em không? Anh sẽ thể hiện lại cái tài thiện xạ mà bắn vào tim em. Không, anh không muốn chơi. Anh muốn thể hiện. Thôi đi 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 đi. Ở Việt Nam nha, ở dưới quê á, ở dưới miền Tây á là hay có những cái hội chợ Tết, Loto rồi cái kiểu đó. Nó nhiều trò. Đúng rồi, ở vô trong đó nha, nó có những trò cá độ nữa. Ở đây nó ít trò. Ờ. Anh ở đây ở bán nhậu này. Ờ. Mì cũng ngon đâu mà thế anh ăn. Một. Nói chung là ướp không có đa dạng bằng Việt Nam mình ấy.
Cái này là gì? Đậu. Đậu to phết nhỉ. Này bán đắt cái nào nữa nhở? Cái hôm Tết xuống. Dạ. Ừ. Không có đem món Việt Nam vào đây nha. Không có người Việt mà kiểu đăng ký để bán bánh mì Việt Nam nhờ. Em nghĩ đăng ký là cái này không phải đăng ký đâu. Đăng ký thuê đấu giá đồ các kiểu á. Em thấy người nước ngoài không? Người nước ngoài tao cũng đăng ký á. Vô đăng ký thuê, không có người Việt Nam mình thuê bán bánh mì hả? Bánh mì với nước mía. Anh nghĩ là đắt đấy nha, đừng đùa. Kiểu cái bánh mì hồi nãy là đã đắt rồi đúng không? Mình ăn là đã đắt rồi đúng không? Nhưng mà không có cửa với bánh mì Việt Nam. Có gì đấy? Bà con Việt Nam mình nên đánh vào những cái hội chợ như thế này nha, để cải tiến bữa ăn ngon thêm chứ. Đúng rồi đó, Việt Nam mình nhớ bà con xem video clip này nhớ lời tôi nhắn nhủ nha. Ủa, đông thế. Đậu rộng quá nhờ. Ê, cái món này rồi, phá lấu á. Giống phá lấu. Ừ. Ê, ramen à. Ê, ô đông à. Ở đâu ấy? Ừ. Này là cái là nhà luôn, nó là một cái bán hàng ấy. Ừ. Ừ, nhưng mà anh hết dung lượng rồi nha. Còn 2 phút thôi. Anh quay từ từ, anh cắt đi quay. Thôi vậy em chào mọi người đi. Mình kết thúc video tại đây đi, anh nghĩ là... Chào tất cả các bạn. Mình kết thúc video ha. Ừ. Kết thúc chuyến đi ngày hôm nay luôn. Ừ, kết thúc chuyến đi ngày hôm nay. Bye bye. Bye bye, hẹn gặp lại đi. Ừ, hẹn gặp lại. Em không kêu mọi người like, em không kêu mọi người like, subscribe. Mọi người nhớ like, subscribe cho bạn mình ha. Cho mình. Cho mình nha. Ờ. Hỏi có ai xin Facebook contact nha. Ad rồi á. Ok, bye bye các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Ờ. Chưa, sao nó cứ gơi gớt từng khúc vậy bà? Mọi người đã xem video nha, nhớ like. Bye bye. Ở trời. Đúng rồi, đường này là đường chính điện. Đồng phép nè. Cái đường này á, nếu mà mình đi ở ngoài, mình ship hàng ở ngoài thì mình sẽ đi thẳng lên cái đường này. Còn nếu mà mình không đi ship hàng thì mình sẽ đi cái đường của tụi mình nãy giờ mà không cần phải ship hàng. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà khuyên mọi người là tốt nhất là đi theo cái đường của bọn mình đi nãy giờ từ đầu clip. Ok. Đi về. Thế là mình hồi nãy mình chào tạm biệt rồi, bây giờ mình chào tạm biệt lại đi.
Đi xuống đây nè. Đi xuống đường này nè, đây. Nếu mà mình không xếp hàng thì mình sẽ đi lang bang ngoài đây. Mà ở đây nó rất là rộng. Ờ. Người ta đặt hàng đi lên luôn. Ờ. Tốt nhất là mình đi xung quanh đi. Tại vì ở đây nó rộng đúng không? Nó không có chán. Đồ ăn xung quanh, nó bán xung quanh luôn ấy. Ừ. Nếu mà xếp hàng chắc mình đứng tới chiều mới được lên tới á. Đồ ăn đã dậy. Ok, mình cũng vậy rồi tới nhà. Nè, nè cái chỗ này. Ừ, thì mình gọi đi. Mình đi. Hả? Mình có lên đây thì mình không đi vào đây được. Hàng ừ. Thông minh. Ê, ở đây nó có đường ga tàu luôn nè. Đây, em giới thiệu cho mọi người cái ga tàu đi. Mấy cái cây này phát triển lâu phết mới được những cây như này. Chùa đền này bao nhiêu năm rồi? Ok, rồi. Rồi, đóng quá rồi, đóng kìa. Ừ. Oh. Nghẹt luôn.